Hôm qua, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và đưa về cứu hộ một con vượng má vàng trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Theo Kiểm lâm, con vượng má vàng trên nặng khoảng 3 kg tên khoa học là domacus anamensis thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Con vượng má vàng do một người dân ở quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện bàn giao. Cũng trong hôm qua, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận một con chim cao cát bụng trắng do chị Nguyễn Thị Minh Châu, ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn tự nguyện giao để đưa về cứu hộ theo quy định. Đến tiếp nhận, kiểm lâm xác định đây là chim cao cát bụng trắng, nặng khoảng 0,4 kg, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.